Mọi người ơi, mọi người thấy con gà của mình có đẹp không ạ? Giới thiệu với các bạn nhé. Đây là con gà của mình nhé. Đây nha các bạn nha. Quá đẹp. Nhìn vậy thôi rất là đẹp, màu sắc rực rỡ. Chiu 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 chiu. Màu của nó đây, tai đỏ nha các bạn ơi. Cái này mình lấy giống từ trên rừng ấy.